Ý này là như thế nào? Tại sao hộ giấy tờ đất đai của gia đình tôi lại đến tên của cô hả? Đến cô là do bàn tay ma quỷ của cô, có đúng không? Quý dữ, cô dám giả mạo giấy tờ nhà để chiếm đoạt tài sản của tôi, tôi sẽ kiện cô, tôi sẽ bắt cô ngồi tù. Em không biết là cầu kiện như thế nào, trong khi tất cả mọi giấy tờ đều hợp lệ. Và đương nhiên, trên giấy tờ sang nhượng đất đai phải có chữ ký của cậu. Cậu không nhớ sao? Dạ, cảm ơn mình. Tiền. Trước đây em vẫn thường khuyên cậu nên xem kỹ giấy tờ trước khi ký mà. Có một người chồng tác đại như vậy, thú thật với cậu em không còn cách nào khác. Em nói cho cậu biết, bây giờ cậu chỉ lãnh nhận một phần nhỏ những gì cậu gây ra cho em và con. Cô nói cái thứ nhiệt chủng trong bụng của cô là con của tôi sao? Nực cười, nó mà sinh ra cũng mang dòng máu nhơ nhuốc của cô thôi. Nghe được những lời này của cậu em vui lắm, vì biết rằng những gì em đã làm với cậu không hề sai. Đến cả con mình mà cậu cũng không nhìn, thì em cũng không còn tình nghĩa gì với cậu. Được, vậy để tôi giúp cô dứt bỏ cái tình còn sót lại. Để coi cô còn thiếu trò gì lên mặt với tôi nữa không? Bất nhà thì cô cũng trở về là con ở mà thôi. Cậu nghĩ em ngây thơ đến mức như vậy sao? Đó chỉ là bản sao vô giá trị thôi cậu Đức à. Thực chất cậu bị như vậy cũng chính do bản thân lười nhác của cậu. Những việc làm ăn cỏn con cậu còn không biết thì lấy gì mà giành lại đất đai, sản nghiệp của gia đình. Cậu đã trắng tay rồi thưa cậu. Cô, việc này không thể xảy ra. Tôi không mất tất cả, tôi không phải là kẻ trắng tay, tôi là cậu ba nhà họ Trần, giàu sang quyền thế. Yeah.